sau khi bọc răng sứ xong nhưng mà chúng ta gặp phải tình trạng bị viêm nứ thì nên làm như thế nào? Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Nha Khoa Anna. Và trong thời gian qua thì có rất nhiều bạn gửi những câu hỏi đến cho Nha Khoa Anna rằng là sau khi bọc răng sứ xong nhưng mà chúng ta gặp phải tình trạng bị viêm nứ thì nên làm như thế nào? Thì hôm nay Nha Khoa Anna sẽ làm video này để giải đáp thắc mắc của các bạn nha. Với cái tình trạng viêm nứ sau khi bọc răng sứ thì trước tiên chúng ta sẽ nói những cái nguyên nhân là như thế nào thì cần phải bọc răng sứ. Khi mà răng bị những cái mạng sâu, những cái hố sâu lớn hoặc là bị nứt hoặc là bị mất răng. Mất răng thì có thể làm cái biện pháp là sứ bắt cầu nè. Và hiện nay có rất nhiều những cái trường hợp sau khi mà làm răng sứ xong thì bị viêm nứ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến những cái trường hợp nào thì cần phải làm răng sứ. Thứ nhất đó chính là bị sâu răng, những cái lỗ sâu mà quá lớn thì sau khi mà điều trị hoặc là sau khi mà lấy tụy gì đó thì cần phải trám hoặc là sẽ phải bọc lại răng sứ để cho nó khỏi bị rớt cái miếng trám ra. Và trường hợp thứ hai thì có thể nói là cái trường hợp mà bị mất răng. Cái mất răng ở đây là có thể là làm sứ bắt cầu, hoặc là cái trường hợp thứ ba thì có thể là do cái men răng á. Cái men răng của những bạn mà nó bị nhiễm tetraethylin hoặc là nhiễm flor dẫn đến là cái tình trạng là cái mất đi cái sự tự tin đó thì các bạn nên bọc răng sứ. Và một cái trường hợp nữa là những cái trường hợp mà răng bị nứt hoặc là bị mẹ gì đó, cái miếng quá lớn thì cũng cần phải bọc răng sứ. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà sau khi bọc răng sứ xong chúng ta lại bị viêm nứ. Thì khoảng 80% bị viêm nứ sau khi bọc răng sứ là do chúng ta vệ sinh chưa đúng cách. Có thể là vệ sinh kém làm cho thức ăn mảng bám vào trong những cái kẽ răng của chúng ta. Và lâu dần thì sẽ gây ra những cái mảng bám này, vết ố vàng này, đặc biệt là gây ra tình trạng hôi miệng sau khi bọc răng sứ. Và một cái nguyên nhân thứ hai là răng bị xâm lấn vào nứ, trong y khoa thì gọi là viêm khoảng sinh học. Đây là một cái nguyên nhân gây viêm nứ và nó cực kỳ hệ trọng á. Chỉ cần các bác sĩ sau khi mà làm răng nè, sau khi mà gắn răng sứ nè mà để cái răng nó bị lấn sâu vào phần nứ quá thì dẫn đến cái tình trạng là viêm nứ và thậm chí là rất khó điều trị. Và cái nguyên nhân thứ ba mà dễ dẫn đến tình trạng viêm nứ sau khi bọc răng sứ đó là do nhiễm trùng. Đôi khi là trong khi bọc răng sứ mà cái răng của chúng ta cần phải lấy tụy ra nhưng các bác sĩ chưa lấy sạch tụy thì sau đó dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng răng. Và một nguyên nhân tiếp theo đó là keo dán sứ, sau khi dán sứ xong nhưng chưa được lấy sạch keo đi thì sau đó những cái keo đó có thể gây ra tình trạng là nhiễm trùng nứ sau khi bọc răng sứ. Và một cái trường hợp tiếp theo đó chính là sâu thân răng. Với cái trường hợp này thì thân răng vẫn còn là răng thật, thành ra là chúng ta nếu như vệ sinh không kỹ để cho thức ăn nhét vào thì cũng dẫn đến tình trạng là sâu răng. Và khi sâu răng như vậy thì cần phải điều trị cũng như là cần phải lấy tụy để giảm những cái cơn đau, giảm những cái cơn viêm nứ. Tụt nứ đôi khi là sau khi bọc răng sứ xong thì chúng ta chải răng quá mạnh hoặc là thủ thuật bọc răng sứ chưa được đúng thì sẽ dẫn đến tình trạng dễ bị tụt nứ hơn và từ đó thì mảng bám thức ăn, vi khuẩn sẽ dễ bám vào thân răng của chúng ta, từ đó làm cho nứ răng của chúng ta yếu hơn và dễ gây ra tình trạng viêm nứ dẫn đến viêm nha chu. Và một cái nguyên nhân nữa là do cơ địa bị kích ứng. Đây là một cái nguyên nhân cũng dễ gặp do cơ địa của chúng ta chưa kịp thích ứng với những cái vật liệu, những cái chiếc răng sứ vừa mới được gắn vào. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu là bị viêm nứ sau khi bọc răng sứ thì có thực sự nguy hiểm hay không? Sau khi bọc răng sứ mà bị viêm nứ thì chúng ta cần phải điều trị cho nó dứt điểm. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái biểu hiện trên mặt nứ như là bị viêm, tấy, đỏ, đôi khi là bị sưng, chảy mủ ra nữa và trong khoang miệng thì lại có mùi hôi. Ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, gây khó nuốt, đôi khi là làm suy nhược cơ thể. Và tiếp theo là nguy cơ tăng những cái bệnh lý về răng, ví dụ như là viêm quanh răng, rồi viêm nha chu, rồi gây áp xe cũng như là có thể dẫn đến mất răng hàng loạt. Và khi mà chúng ta gặp phải tình trạng viêm nứ sau khi bọc răng sứ thì đầu tiên là chúng ta có thể xử lý tại nhà bằng phương pháp đó là xúc nước muối từ 3 đến 4 lần trên một ngày. Và tiếp theo nếu mà đau quá thì chúng ta có thể sử dụng thuốc giảm đau tạm thời. Và đặc biệt là trong tình trạng đó thì các bạn nên hạn chế những cái thực phẩm cay nóng hoặc là làm cho chúng ta bị ê buốt hơn. Và những cái thủ thuật để điều trị xâm lấn như khi bị viêm nứ thì các bác sĩ có thể là sẽ cắt nứ, phẫu thuật nứ, tiểu phẫu nứ và đôi khi là phải cắt răng sứ đó ra để thay lại những hàm răng sứ mới. Và đặc biệt khi mà có những cái dấu hiệu viêm nứ như vậy thì đầu tiên là phải đi theo lịch của bác sĩ cũng như là thăm khám quay lại ngay cái nha khoa mà đã làm răng sứ cho bạn đấy để thăm khám cũng như là điều trị kịp thời. Và đừng quên 6 tháng đến thăm khám tại nha khoa một lần để có những cái bệnh lý gì đó thì các bác sĩ sẽ điều trị cũng như là giải quyết triệt để ngay lúc đó. Và một điều quan trọng nữa là sau khi gặp phải tình
trạng viêm nú sau khi bọc răng sứ thì chúng ta nên thay bàn chải, đặc biệt là nên lựa chọn những loại bàn chải mềm và nên ưu tiên sử dụng thêm máy tăm nước để có thể vệ sinh sạch răng của chúng ta hơn. Và đừng quên là loại bỏ ngay những chiếc tăm tre, tăm gỗ tại nhà và thay vào đó là sử dụng những cái chị nha khoa để bảo vệ cho nú của chúng ta luôn luôn chắc khỏe. Và Anna rất cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Nha Khoa Anna. Và video hôm nay tìm hiểu nguyên nhân vì sao bị viêm nú răng sau khi bọc răng sứ của Nha Khoa Anna đến đây là kết thúc. Nếu mà quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi gì về răng thì hãy để lại dưới phần comment thì Nha Khoa Anna sẽ làm video sớm nhất để trả lời cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.